Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 tại khu phố 12, phường 13, quận Bình Thạnh. Thưa quý vị, sau khi thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập chia tách sáp nhập, thì phường 13 đã sắp xếp từ 4 khu phố thành 30 khu phố mới, trong đó khu phố 12 được chọn làm đơn vị điểm thực hiện ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc vì đã có nhiều thành tích nổi bật trong năm qua. Khu phố 12 đã đạt danh hiệu khu phố văn hóa, khu dân cư sạch, xanh, thân thiện với môi trường và khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản. Đặc biệt, khu phố 12 cũng đã hoàn thành 2/2 công trình đăng ký tại Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2023, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước tại địa phương gắn với việc bảo vệ môi trường và xây dựng các công trình dân sinh. Khu phố 12 thì cũng đã tổ chức các cái hội thi nấu ăn, hội thi cắm hoa, hội thi làm bánh, rồi hội thi hát karaoke. Qua đó thì cũng đã phát huy được cái sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư. Dịp này, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể khu phố đã đăng ký 7 công trình thi đua thiết thực, ý nghĩa, hưởng ứng phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và hướng đến kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cái công trình đầu tiên mà chúng tôi sắp hoàn thành đó là công trình sửa chữa trụ sở khu phố với tổng kinh phí nhân dân đóng góp là 25 triệu đồng. Giải pháp để tiếp tục phát huy cái hiệu quả trong thời gian qua thì đề xuất là cái giải pháp là ba tăng hai giữ. Ba tăng ở đây là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cái thứ hai là tăng cường cái việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Và cái tăng thứ ba là tăng cường cái nguồn lực để chăm lo cho người dân ở trên địa bàn khu phố. Còn hai giữ ở đây là phải tiếp tục giữ được cái truyền thống đoàn kết toàn dân tộc. Và cái giữ thứ hai là giữ được cái an ninh trật tự an toàn trên địa bàn khu phố.